Bán sạch 30.000 vé concert trong vòng 3 giây, 90.000 vé trong 2 đêm lập nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Hoa Thần Vũ là ai? Tài giỏi đến mức nào? Quý tài âm nhạc 9X, ca sĩ hát live nhiều nước đĩa, ngôi sao gây bão truyền thông, thiên tài cải biên ca khúc là những mỹ từ mà báo chí Hoa ngữ và các tiền bối trong ngành luôn ưu ái dành cho họ Hoa. Vậy nam ca sĩ có gì xứng đáng với những lời ca tụng ấy? Hát live ăn đứt bản thu âm. Anh bắt đầu bước chân vào giới giải trí kể từ khi tham dự chương trình tuyển chọn tài năng Superboy vào năm 2013 và trở thành quán quân của mùa giải. Hoa Thần Vũ nổi tiếng là ca sĩ có nội lực phi thường, âm vực rộng, chất giọng khỏe, hơi dài và có thể chạm đến những nốt cao gây choáng váng. Tài năng ca hát của anh liên tục được khẳng định thông qua một số cuộc thi như là Superboy 2013, Singer 2018, v.v. Bản lĩnh của nam ca sĩ không nằm ở những ca khúc thu âm hoàn chỉnh tại phòng thu, mà là ở khả năng làm chủ sân khấu biểu diễn trong mọi hoàn cảnh. Không một ai có thể phủ nhận được thực lực hát live của họ Hoa nếu một lần nghe anh cất giọng. Trong hai đêm concert năm 2018 diễn ra vào ngày 8 và ngày 9 tháng 9 tại sân vận động Tổ Chim Bắc Kinh, Hoa Thần Vũ dù phải tiêm thuốc để cải thiện tình hình sức khỏe, phần cháy hết mình trong 3 tiếng mỗi đêm. Anh hát solo 28 ca khúc cho ngày đầu tiên và 23 ca khúc ở ngày thứ hai. Anh có thể vượt qua cả giới hạn của sân khấu biểu diễn khi ca hát trong tình trạng treo lơ lửng trên không suốt 10 phút đồng hồ, bao gồm cả việc hát ở tư thế dốc ngược đầu xuống đất. Trong Mask Concert của mình, Hoa Thần Vũ thiết kế thời lượng chương trình dường như luôn dài hơn nhiều nghệ sĩ khác mà hiếm khi có khách mời. Việc hát liên tục 3 tiếng mỗi đêm và 2-3 đêm liên tiếp mà vẫn giữ được phong độ biểu diễn có thể nói là một trong những lý do để thương hiệu concert cá nhân của anh chàng trở nên hot như vậy trên mạng xã hội. Không chỉ sở hữu tài năng của một ca sĩ, Hoa Thần Vũ còn là một nghệ sĩ sáng tác với khả năng chơi nhạc cụ xuất sắc, đặc biệt là piano và sáo. Anh đam mê tìm hiểu nhiều chủng loại nhạc cụ khác nhau trên thế giới, luôn tìm cách để vận dụng đưa điều mới lạ vào sản phẩm âm nhạc của mình. Biệt danh quỷ tài đến với Hoa Thần Vũ có lẽ sau hiện tượng dây trưa của tôi và tài thiên đại thánh trong cuộc chiến thiên lại hồi năm 2016. Ở chương trình này, các nghệ sĩ âm nhạc phải đối diện với thử thách cải biên ca khúc và luyện tập biểu diễn chỉ trong vòng 24 tiếng. Họ Hoa là nghệ sĩ trẻ nhất nhưng đồng thời là người luôn gặp thử thách khó khăn nhất. Anh phải đối mặt với những ca khúc khó nhằn như phần nhạc dạo không lời mở màn bộ phim kinh điển Tây Du Ký. Nhưng chỉ sau 24 giờ, quỷ tài 9X của làng nhạc Trung Hoa đã vô phép tạo ra một ca khúc rock với phần lời rap ấn tượng đến bất ngờ. Ca khúc cũng từng gây xôn xao tại Việt Nam trong một sự kiện đạo nhạc đến giờ vẫn chưa được giải quyết. Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, Hoa Thần Vũ nhận rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ liên quan đến âm nhạc. Được mời dự Grammy năm 2015, nhận giải nghệ sĩ châu Á xuất sắc của Mama 2016. Số lượng giải thưởng đến từ tài năng của cá nhân và sự yêu thích của khán giả dành cho Hoa Thần Vũ thật khó lòng đếm xuể. Vé xem hòa nhạc cá nhân của Hoa Thần Vũ từ vài năm nay đã luôn được coi là một trong những cuộc chiến giành vé concert khó khăn nhất ở thị trường âm nhạc Trung Quốc. Năm nay, chàng ca sĩ sau khi nghe thách thức từ fan ở những năm trước đã quyết tâm phải tự tranh mua vé concert của chính mình. Thậm chí, anh chàng còn tuyên bố, nếu công cuộc giành giật vé concert chỉ là việc đọ xem ai nhanh tay hơn, thì một người có kỹ năng chơi piano cao cấp như anh không đời nào để thua khán giả được. Tuy nhiên, sự thật không như chàng ca sĩ mong đợi. Với tốc độ cháy vé chỉ 3 giây, đương nhiên là Hoa Thần Vũ cũng không thể giật được vé concert của chính mình. Trong buổi chiều bán vé concert hôm 20 tháng 7, chỉ một phút sau giờ mở bán, chàng ca sĩ đã phải đăng lên Weibo của mình 4 dấu chấm để thể hiện sự bất lực của bản thân. Hoa Thần Vũ còn rất nghiêm túc, đăng ảnh tự phá mặt vì đã lỡ tuyên bố mạnh miệng. Ca sĩ khác loài đầy kiêu ngạo. Ngay từ lần đầu ra mắt công chúng, Hoa Thần Vũ đã khẳng định dấu ấn khác biệt của mình khi hát một ca khúc không có lời do chính mình sáng tác, nhưng vẫn thành công chinh phục ban giám khảo và kéo về lượng người ủng hộ cuồng nhiệt. Khác loài là cách mà người khác nhìn nhận về Hoa Thần Vũ, nhưng anh chưa bao giờ phiền lòng vì điều đó. Album thứ hai của Hoa Thần Vũ mang tên Alliance khác loài hồi năm 2015 chính là tuyên ngôn của chàng ca sĩ trước những đàm tiếu dư luận. Hoa Thần Vũ thể hiện rõ thái độ coi khinh những lời bịa đặt và tiếp tục ngạo nghễ tồn tại trong giới bằng tài năng và thực lực. Khác loài cũng là album ca nhạc thống trị bảng xếp hạng tiêu thụ tại thị trường Đài Loan trong năm 2018, dù đã lên kệ tới 3 năm. Tôi tự chấm phần biểu diễn của bản thân 100 điểm. Đây chính là câu trả lời trăm lần như một của Hoa Thần Vũ bất cứ khi nào khi được truyền thông yêu cầu tự nhận xét, đánh giá. Tuy nhiên, câu nói chưa một lần khiến anh phải bé mặt trước công chúng. Bởi hơn ai hết, họ Hoa là người nghệ sĩ nghiêm túc tuyệt đối với âm nhạc và đặt tiêu chuẩn hoàn mỹ cao ngất ngưỡng với chính bản thân. Ví như khi anh tham gia game show âm nhạc Cuộc Chiến Thiên Lại năm 2017, sau vài ngày liên tục ca hát và di chuyển, không được ngủ đủ giấc, nam ca sĩ gặp phải hiện tượng ù tai cục bộ, có khả năng ảnh hưởng đến sự nghiệp ca hát. Hoa Thần Vũ khi ấy vẫn trả lời với MC rằng anh chỉ lo ngày hôm sau không thể hát tốt ca khúc của thần tượng Trương Quốc Vinh, chứ hoàn toàn không lo lắng đến chuyện sự nghiệp của bản thân có kết thúc tại đó hay không.
Trong Singer 2018, anh cũng thức trắng 2 ngày để cải biên ca khúc huyền thoại Cột Nhị Khúc của Châu Kiệt Luân. Dành cả buổi để thu một đoạn hòa âm nền vài chục giây ngắn ngủi. Hoa Thần Vũ tuyên bố, anh không cần người nghe hiểu hết những tầng âm thanh phức tạp, mà trên hết là để thỏa mãn tiêu chuẩn hoàn mỹ của cá nhân. Sự nghiêm túc với âm nhạc của Hoa Thần Vũ còn được thể hiện ở việc anh gần như chỉ tập trung tham gia các chương trình truyền hình chuyên môn về âm nhạc trong suốt 5 năm hoạt động. Ngôi sao được ưu ái. Bất chấp tuổi tác còn rất trẻ, đối với các chương trình truyền hình về âm nhạc của Trung Quốc, Hoa Thần Vũ luôn là khách mời kim cương mà các đạo diễn hướng tới. Chỉ một năm sau khi ra mắt, Hoa Thần Vũ được nhiều chương trình truyền hình âm nhạc mời về làm khách mời với tư cách là người hướng dẫn chuyên môn. Anh chính là ca sĩ thống lĩnh đỉnh cao âm nhạc trẻ nhất trong lịch sử cuộc chiến thiên lại, là cố vấn âm nhạc, ngôi sao biểu tượng của show tìm kiếm tài năng trẻ Minh Nhật Chi Tử suốt 3 mùa. Thậm chí, hồi tháng 4 năm 2019, có tin đồn rằng Hoa Thần Vũ được mời làm giám khảo cho The Voice phiên bản Trung Quốc, qua đó trở thành vị giám khảo 9X đầu tiên trong lịch sử chương trình. Tuy nhiên, do lịch làm việc không thuận lợi nên anh không thể tham gia. Game show âm nhạc nổi tiếng nhất của Đài Hồ Nam, ca sĩ, từ năm 2015 đã liên tục gửi lời mời đến Hoa Thần Vũ. Tuy nhiên, anh luôn nhất mực từ chối vì cảm thấy bản thân chưa phù hợp với yêu cầu của chương trình. Mãi đến năm 2018, họ Hoa mới chính thức nhận lời với tư cách là ca sĩ bổ sung trẻ nhất trong lịch sử. Hoa Thần Vũ kết thúc chặng đường ở Singer 2018 với ngôi vị á quân sau Jessie J, nhưng ca khúc Tây Thiên của anh là bài hát được yêu thích nhất chương trình. Tên tuổi của nam ca sĩ cũng bắt đầu mạnh mẽ vượt ra khỏi biên giới Trung Quốc kể từ đây. Năm 2019, Hoa Thần Vũ mới chính thức tham gia làm MC của một show giải trí thuần túy là Vương Bài đối với Vương Bài mùa thứ tư. Cùng Thẩm Đặng, Giả Linh và Quang Hiểu Đồng, anh góp công mang đến tỷ lệ rating áp đảo cho đài truyền hình Chiết Giang trong 3 tháng đầu năm. Không chỉ là nghệ sĩ được các đài truyền hình ưu ái bằng poster và trailer quảng cáo cá nhân, Hoa Thần Vũ còn là gương mặt đại diện vô cùng được yêu thích của các nhãn hàng sản phẩm tại Trung Quốc. Giá trị thương mại của họ Hoa có thể được kiểm chứng qua số liệu thu nhập của các công ty chủ quản. Năm 2017, công ty đứng đầu ở mảng thu nhập đến từ công tác quản lý nghệ sĩ với 257 triệu nhân dân tệ. Trong suốt 12 tháng ấy, một mình Hoa Thần Vũ đã mang về cho công ty hơn 90 triệu nhân dân tệ, tức 1/3 tổng doanh thu mạng giải trí. Mối quan hệ đẹp với người hâm mộ. Nam ca sĩ còn mang biệt danh là người sao hỏa. Nam ca sĩ không gọi người hâm mộ là fan, mà gọi họ là những người yêu nhạc của mình. Coi tất cả như người nhà thông qua thái độ gần gũi, tin tưởng và chút bẩn cợt. Bất cứ khi nào báo chí đặt câu hỏi có ý không tốt về người hâm mộ, Hoa Thần Vũ không ngại ngần đứng về phía fan, cho dù điều đó là công khai chống lại công ty và người quản lý. Trả lời với truyền thông lý do mà anh quyết định tham gia showbiz, họ Hoa nói đó chính là để hồi đáp cho tình cảm của những người yêu nhạc đã ủng hộ anh. Anh luôn có cách đối xử hết sức chân thành với mọi người, từ các đồng nghiệp trong game show cho tới giới phóng viên giải trí theo đuôi. Nam ca sĩ thích tư duy tích cực, sống lạc quan và không ngừng hoàn thiện bản thân để trở thành tấm gương sáng cho các bạn trẻ học tập. Hoa Thần Vũ thực sự là động lực cho giới trẻ Trung Quốc hiện đại. Không dưới 3 lần, các tuyển thủ thể thao lập kỷ lục trong và ngoài nước khi đứng trên bục giảng chiến thắng đều gửi lời cảm ơn đến nam ca sĩ, đôi khi là để tranh thủ xin một tấm vé dự concert của anh. Bởi buổi hòa nhạc mỗi năm của Hoa Thần Vũ là sự kiện hấp dẫn có 1 không 2. Trong 6 năm tổ chức concert, Hoa Thần Vũ bắt đầu từ hội trường biểu diễn cho 10.000 người, rồi bước lên sân khấu biểu diễn 4 mặt đầu tiên, rồi cuối cùng là sân vận động lớn nhất Trung Quốc vào năm 2018. Đáng chú ý, Hoa Thần Vũ chưa một lần tăng giá vé concert. Mức giá thấp nhất và cao nhất của anh luôn duy trì ở con số ổn định và thấp hơn nhiều so với những nghệ sĩ khác, dù họ có ít danh tiếng hơn hay biểu diễn ở những địa điểm ít tốn kém hơn. Hơn 32 triệu lượt người theo dõi trên mạng xã hội, hơn 650.000 người online giành giật chỉ vài chục nghìn vé concert 2019 trong vỏn vẹn 3 giây, lệnh sức hút không thể cưỡng lại của Hoa Thần Vũ đối với khán giả yêu âm nhạc.